sắn hay khoai mì là loại cây lương thực quan trọng của nền nông nghiệp thế giới, chỉ sau lúa gạo và lúa mì. Đồng thời, sắn cũng là cây thức ăn gia súc, cây nhiên liệu sinh học, cây hàng hóa xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình Nông nghiệp sạch hôm nay sẽ mời quý vị tìm hiểu một vai trò khác của sắn trong chế biến hạt trân châu. Chị cho em hỏi đây có phải là cái bột để mình sản xuất ra hạt trân châu không? Đây là bột nguyên liệu để làm sản xuất ra từ củ sắn. Sắn ở Việt Nam trồng ở nhiều các vùng miền. Mình sẽ đánh giá như thế nào để biết được đây là tinh bột đạt chất lượng? Khi mà nhìn vào đây thì bạn thấy rất là trắng, đồng đều và tơi như thế này. Vì vốn dĩ củ sắn của mình là nó đã rất là trắng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái bột sắn này đi nặn thành hạt trân châu của đúng không? À, hạt trân châu này không thể nặn được mà có quy trình và có hệ thống máy móc. Chúng ta sẽ cho bao nhiêu bột? Cho khoảng một muôi, đắc đều. Sau một phút thì mới lại cho tiếp. Mình xịt vào đây là nước gì ạ? Nước đường đen của mật mía với lại hương liệu trà bí đao. Tiếp tục rắc máu. Thế là cứ một lần xịt nước xong chúng ta lại rắc bột. Nó mới tạo thành hạt tấm. Từ hạt tấm đấy mình cứ rắc lần lượt, hạt trân châu nó sẽ lớn dần lên. Đúng, 3 tiếng đồng hồ sau nó mới được hạt giống lớn. Cái hạt trân châu của mình nó đã rất là đều rồi ạ. Mùi bí đao với cả hương tinh bột sắn. Em thấy trân châu ở đây có hai màu ấy. Trên thị trường hiện nay ấy, thì có rất là nhiều loại trân châu đen, trân châu trắng, trân châu nghệ nhân, trân châu hoàng kim, trân châu lá dứa. Thành phần chính của nó ấy, vẫn là bột củ sắn. Trân châu đen thì sẽ có tạo màu đen tự nhiên, trân châu màu trắng thì sẽ không có hương liệu. Vậy thì với gói trân châu này chúng ta có thể cùng nhau chế biến tạo ra cái món trà sữa trân châu. Đây là bạn Giáo Lý, chuyên gia bên Đài Loan được pha chế đồ uống. Chào. Nice to meet you. Với những cái nguyên liệu là trân châu sản xuất từ nông sản Việt Nam, bạn đánh giá cái chất lượng của nó như thế nào? Nó nói là cũng là dùng cái trân châu phẩm nguyên, tức là cái loại trân châu này chúng ta sử dụng là của Việt Nam. Việt Nam sản lượng về bột sắn rất là lớn, rất là ổn định, là giá cả hợp lý, có thể cạnh tranh. Cái bột sữa này tôi thấy nó rất là thơm. Bột sữa nó là một thành phần rất quan trọng để tạo nên cái cốc trà sữa. Cái bột sữa này là sữa của thực vật như chiết xuất từ dầu cọ, dầu ô liu. Tôi thấy trà này rất là thơm. Nó có phải là trà ô long hay không? Nó thực sự là cái ô long trà đấy. Đúng là trà ô long. Sản phẩm này là sử dụng ở Hà Giang và ở Mộc Châu. Tạo cái độ thơm và hơi cháy và khét trong ô long để tạo ra cái hương vị đặc biệt của trà sữa nướng này. Cái này rất thơm và em có ngửi thấy một chút mùi hương bí đao. Sốt nướng này được tạo ra từ bí đao, đường hoa mai hay còn gọi là đường đỏ. Cái nguyên liệu rất là tuyệt vời ấy. Thì bây giờ chúng ta có thể tiến hành là một cốc trà sữa nướng. Là trân châu thơm và vừa miệng. Tiêu chí nào để đánh giá một cốc trà sữa trân châu ngon? Một cốc trà tiêu chuẩn ấy, bạn uống vào cảm nhận thấy rất là thơm về mùi trà. Uống xong bạn cảm nhận được nó sẽ giữ đậm ở trong miệng của bạn là thơm mùi trà và ngậy của vị sữa. Rất là cảm ơn chị và bạn hôm nay đã giúp cho mình có một cái buổi trải nghiệm rất là thú vị. Tôi tin rằng là sản phẩm nông sản của Việt Nam sẽ trở thành một nguyên liệu tốt cho ngành đồ uống của Việt Nam và thế giới. Việt Nam nông nghiệp sạch. Hạt trân châu, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Bình, sản lượng 500 tấn mỗi năm được tiêu thụ toàn quốc.